báo cáo Viên hiện là phó chủ tịch hội hấp Hà Nội và giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch Mai kính thưa các thầy cô và các đồng nghiệp chúng ta đã có một cái buổi chiều thứ bảy với cái chương trình đào tạo y khoa liên tục của hội hấp Việt Nam với cái chủ đề liên quan đến cái kiểm soát các cái bệnh hô hấp trong bối cảnh của đại dịch Covid 19 thì chúng ta biết rằng là đặc biệt là các cái trường hợp bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và nhiễm Covid À, chúng ta đã nghe cái bài trình bày hết sức lực cập nhật à, về cái những cái thách thức trong quản lý bệnh nhân à, CBD trong bối cảnh của đại dịch covid 19 chín à, do phó sư tiến sĩ chu Thị Hạnh trình bày à, trong đó cập nhật những cái hướng dẫn những cái khuyến cáo mới nhất của GOLD à, cũng như các cái kinh nghiệm lâm sàng à, trong cái quản lý bệnh nhân CBD, đặc biệt là trong cái bối cảnh của dịch covid 19 chín à, chúng ta cũng nghe cái bài trình bày à, của phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương về uh, trong những trường hợp bệnh nhân siêu uh, đi mà bị nhiễm covid 19 thì chúng ta điều trị như thế nào? thì những trường hợp mà covid 19 chín uh, có các yếu tố bệnh nền trong đó có bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính chẳng hạn thì cái tiên lượng có thể là sẽ nặng hơn à, giai đoạn này thì chúng ta thấy với biến chủng omicron thì cái mức độ nó không nghiêm trọng như trước nhưng trước đây cái biến chủng delta thì chúng ta biết rằng là một trong những cái yếu tố làm tăng cái tỷ lệ tử vong đã được chứng minh qua các nghiên cứu đó là các yếu tố bệnh nền ngoài đái tháo đường ngoài các bệnh lý về tim mạch thì bệnh phổi tăng nghẹn mạng tính cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái nguy cơ tử vong và diễn biến nặng cho các trường hợp bệnh nhân covid thế và với những cái kinh nghiệm mà đã triển khai điều trị trong cái thời gian khi ở thành phố hồ chí minh cũng như là tại trung tâm hội bệnh viện bạch mai khi mà đơn nguyên điều trị covid được thành lập và những trường hợp bệnh nhân SVD, những bệnh nhân hô hấp mà có nhiễm COVID thì đã Phó sư Phương cũng đã chia sẻ với chúng ta cái kinh nghiệm trong cái tiếp cận điều trị một cách toàn diện, vừa kiểm qua kiểm soát cái bệnh COVID và kiểm soát cái bệnh nền hô hấp SVD của bệnh nhân. chúng ta cũng đã nghe cái liệu pháp khí dung đặc biệt là làm thế nào chúng ta có thể là sử dụng một cách an toàn và hiệu quả trong dịch COVID-19 thì cho đến nay thì chúng ta thấy rằng là những cái dữ liệu nghiên cứu uh, chưa đủ để mà đưa ra kết luận là liệu pháp khí dung uh, làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm sars cov 2 thế thì uh, và với những cái hướng dẫn trong thực hành lâm sàng của các hiệp hội uy tín trên thế giới cũng như là trong cái bối cảnh của đại dịch Covid-19 đang có xu hướng là kiểm soát tốt trên toàn cầu đặc biệt ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là gì ạ trong một tháng trở lại đây thì cái đại dịch đã được kiểm soát rất là tốt với số ca nhiễm ở mức thấp mặc dù là chúng ta đã mở cửa xã hội và cũng như là giao lưu và tổ chức cả Sea Games với cái đại hội thể thao Đông Nam Á rất là nhiều người tham dự nhưng cũng không làm tăng cái số ca mắc à, số ca tử vong thì đã giảm xuống bằng không trong 24 giờ qua đấy là cái con số hết sức ấn tượng và vì vậy mà cái liệu pháp khí dung thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à, chúng ta được ứng dụng trong nhiều các cái trường hợp nhiều các chỉ định ngoài về việc sử dụng trong đưa thuốc giãn phế quản chúng ta còn làm được các cái nghiệm pháp kích thích phế quản rồi khí dung gây khạc đờm rồi khí dung để mà điều trị các cái trường hợp bệnh đường hô hấp trên vân vân. và chúng ta cũng nghe cái phần giới thiệu liên quan đến các cái máy sông khí dung từ nhà tài trợ là công ty Omron. Thì một lần nữa thay mặt cho Hội hấp Việt Nam và các thầy cô trong chủ tịch đoàn báo cáo viên xin trân trọng cảm ơn các thầy cô báo cáo viên đã chuẩn bị cái bài báo cáo hết sức là công phu và cập nhật. Xin cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian của ngày chủ nhật à, tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay à, xin cảm ơn công ty Omron đã đồng hành cùng với hội hợp Việt Nam à, tổ chức cái buổi đào tạo y khoa liên tục rất là quan trọng này thì một lần nữa xin uh, trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại các quý vị đồng nghiệp trong cái buổi đào tạo tiếp theo của Hộ hợp Việt Nam xin uh, trân trọng cảm ơn và xin kính chào. Vâng xin chào uh, thầy Giáp nha xin chào uh, chị Thái xin chào bác sĩ gì nhỉ? Cảm ơn Chí, dạ. em xin cảm ơn. chào chị Phương, chào chị Thái. Xin chào các Anh quý thầy dạ. cô và các vị đồng nghiệp ạ. Dạ, cảm xin chào các thầy cô Em cảm ơn thầy cô nhiều. Dạ, em xin phép, em xin chào.